Chào mừng các em đến với kênh Thị Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 24 trang 60-61. Tập làm văn, luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối. Một nhỏ, đọc dàn ý bài văn tả cảnh, tả cây chuối tiêu dưới đây. Giới thiệu cây chuối tiêu, tả bao quát cây chuối tiêu, tả các bộ phận của cây chuối tiêu. Tàu lá, buồng chuối, nải chuối, quả chuối, vân vân. Nêu lợi ích của cây chuối tiêu. Tức là các em sẽ đọc cái dạng ý bài văn tả cảnh tả cây chuối tiêu. Rồi, tiếp theo là câu số 2 là dựa vào cái dạng ý ở trên. Bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em sẽ giúp bạn viết hoàn chỉnh 4 đoạn văn này, viết vào chỗ có dấu 3 chấm. Đoạn 1, em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. Đoạn 2, nhìn từ xa, cây chuối như một chiếc ô xanh mát, thân cây cao hơn đầu người, mọc thẳng không có cành, chung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi. Đoạn 3 là cây chuối tiêu. Cây chuối có nhiều tàu lá, có tàu đã già khô, bị gió đánh rách ngang và rũ xuống gốc. Các tàu lá còn lại xanh thì liền tắm, to như cái máng nước úp sắt. Những tàu lá ở dưới màu xanh thẳm, những tàu ở trên màu xanh mát, nhạt dần. Đoạn 4, chuối có ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. Như vậy thì các em sẽ dựa vào cái dàn ý ở trên mà các em sẽ hoàn thành những cái ý còn thiếu của bạn Nhung viết. Thì các em có thể hoàn thành như sau. Đoạn 1, trong vườn nhà em, bà em trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau. Em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. Đoạn 2, nhìn từ xa, cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi, thân cây cao hơn đầu người, mọc thẳng, không có cành, chung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi. Cây chuối lớn nhất bụi này chính là cây mẹ. Mấy cây nhỏ đứng quanh nó chính là các cây con. Ở bụi chuối bao giờ cũng chỉ có cây mẹ trổ hoa, ra buồng. Buồng chuối dài có tới 10 nải. Buồng chuối nặng khiến cuốn của nó cong xuống. Những nải ở đầu buồng chuối có quả nhỏ hơn. Càng lên phía trên về phía cuốn, chuối có các quả chuối càng lớn hơn. Sợ buồng chuối nặng làm cây gãy, bố em phải làm thêm một chiếc nạn tre chống nó lên. Khi chuối đã già, bố em chặt cuốn đem cả buồng về, rồi lại cắt ra thành từng nải, đặt vào vại ủ lá giấm cho chín. Đoạn 3, cây chuối có nhiều tàu lá, có tàu lá đã già khô, bị gió đánh rách ngang và rũ xuống gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tắm, to như cái máng nước úp sắt. Những tàu lá ở dưới màu xanh thẳm, những tàu ở trên màu xanh non. Tuy nhiên, cây chuối đã chật buồn, để lại cũng chẳng có ích gì, vì mỗi cây chuối chỉ chỗ buồn có một lần. Bởi thế bố em đã chặt cây chuối già xuống, lấy thân của nó đem về băm nhỏ ra cho nồi cám heo. Có làm như thế thì các cây non mới có thể mọc lên xanh tốt và khỏe mạnh, và năm sau lại có một cây con trưởng thành trổ hoa ra buồng. Đoạn 4, chuối chín là một loại trái cây ăn rất thơm ngon, lại chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nếu nhiều chuối chín, người ta có thể đem phơi khô hoặc sấy ăn cũng rất ngon. Chuối còn có thể xuất khẩu ra nước ngoài, thu về ngoại tệ. Chuối có ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm
để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.